Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 360 của bộ truyện Tiên hiệp giải tập Nhân đạo chí tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và bây giờ đừng không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. tiếp theo phần trước lúc bây giờ tại tinh vực thiên cung người con thứ ba của thái hoàng lư hạp đế từ xa nhìn về phía tinh vực quảng hàn chỉ thấy quang mang thần thông đạo pháp Rọi sáng từng đạo từng đạo tinh hà sắc mặt không khỏi đại biến nói một bắt đầu đã làm phản rồi một bắt đầu căn bản không phải là đối thủ của đại huynh nhìn vầng minh nguyệt kia hẳn là tuấn nguyệt thần vương đã sống lại rồi ta nhất định phải đi tới tương trợ thôi hắn đang định dốc tận đại quân xuất binh chạy tới đột nhiên đúng lúc này chợt có cường địch đột kích sắc mặt nhất thời đại biến chỉ thấy mấy trăm cỗ đế quan đen như mực phiêu lưu trong tinh không vũ trụ trên đám quan tài kia đứng không biết bao nhiêu đại quân thần ma ba ngàn đại đế của lục đạo giới sao lẽ nào kiểu đệ hoàng thần đã thua rồi sao không đúng là đám đại đế lục đạo giới phản loạn quá nhiều kiểu đệ không thể chiếu cố hết được lư hạp đế nhìn về phía đám đế quan này tế khởi một đạo tinh hà đạo tinh hà này lập tức ầm ầm đùng đùng vang dội thu nhỏ thành một sợi roi bạc hắn chậm giọng nói bảy trận nghênh đích. hắn tới khởi đồ đằng trụ liên lạc với đám kiều hoàng thị còn lại đám người không động đế cú cương đế công chúa băng xuyên nhao nhau nhận được tin tức mà vào lúc này trên đế đô tổ tinh một cỗ đế quan thủy tinh đột nhiên phóng thẳng lên cao phá không bay đi thái hoàng kiều tử đã toàn bộ xuất động 64 thần thanh thắp sáng vũ trụ thiên đồ trong thiên đình vân quyển thư hạ lệnh xuống một lúc sau trong vũ trụ cổ lão khu luân hồi thứ bảy tử vi và lục đạo giới có sáu mươi bốn tòa thần thành quang diễm diệu thế nối thành một mảnh vũ trụ thiên đồ lập thể vô cùng bao la hùng vĩ mà luân hồi thiên cầu chính là phiêu phù ở trung tâm của vũ trụ thiên đồ chậm rãi chuyển động mau khởi động ám võng thiên tinh nương nương cũng hạ lệnh xuống ám võng thông suốt bốn phương hết thảy lộ tuyến đều đã mở ra mặc tướng chiến sự ra cho ngươi Vân Quỳnh Thư mỉm cười nói với Mạc Ẩn Đã tới lúc người xuất động rồi Mạc Ẩn gật đầu một cái Đứng dậy lên rời đi Thiên tụ tập lực lượng Tập trung công kích đám tinh vực Quảng Hàn Thiên cung và đệ nhất lục đạo giới Dự định là diệt trừ kiểu hoàng thị Cả gan làm loạn thật là tìm chết mà Ta lập tức cử binh tiêu diệt bọn hắn Thiên tiên nương nương nhìn theo bóng dáng hắn rời đi nói Ta vừa rồi từ chỗ của bệ hạ biết được Thiên đã thôn phệ cả đô thần vương uy lực của thiên ý cực kỳ không tầm thường mặc sư huynh trên phương diện trí tuệ có khả năng cũng không phải là địch thủ của hắn ta đâu vân quyền thư nói thiên thần cơ diệu toán quả thật là vô cùng lợi hại hiện tại lại có hai tồn tại có được đại não của thiên ý là tuấn nguyệt thần vương và phong vô kỵ mặc sư đệ quả thật không phải là đối thủ của bọn họ bất quá tự bảo vệ chính mình vẫn là có thể làm được hiện tại thiên hạ đại đại loạn trước mắt bắt đầu từ lục đạo giới chuyển thế thân đám đại đế tinh cổ lục đạo giới kia tạo phán tác loạn vây khốn hai vị đế tử và chuyển thế thân các vị địa hoàng rồi lại thừa dịp hỗn loạn thiêu đốt chiến hóa ra khắp vũ trụ cổ lão bọn họ đi chính là con đường hạ giới bao vây thượng giới kia sau khi săn bằng lục đạo giới và vũ trụ cổ lão sẽ liền tiến công tử vi bất quá hắn phất ống tay áo một cái chỉ thấy hình dáng của vũ trụ thiên đồ xuất hiện trước mặt hai người hắn nhìn cười nói Hoàng Triều, 64 thần thành, 8 thần quan mới là căn bản nhất kìa. Thiên Tiên Nương Nương nhìn về phía vũ trụ thiên đồ, 64 tòa thần thành, thắp sáng vũ trụ thiên đồ, quỹ tích sắp xếp của các tòa thần thành không chỉ có lập thể, thậm chí có thể nói không gian xếp lại dùng càng cao hơn góc độ xếp hàng. Càn, Khôn, Chuân, Mông, Nhu, Tụng, Sư, Bỉ, Tiểu, Lý, Thái, Phủ, Bác, Phục, Vô Vọng. Tất cả, tất cả 64 tòa thần thành có các loại tọa lạc ở tử vi có cái tọa lạc ở vũ trụ cổ lão có cái tọa lạc ở khu luân hồi thứ bảy duy chỉ có không có thần thành nằm trong lục đạo giới nhưng trong khu luân hồi thứ bảy lại có hơn 10 tòa thần thành nằm trong phạm vi khu luân hồi thứ bảy của lục đạo giới vị trí của 64 tòa thần thành là sắp xếp theo tiên thiên bắt quái của bệ hạ thần ma bình thường chỉ nhìn thấy 64 tòa thần thành trải rộng khắp các nơi trong vũ trụ không có quy tắc sắp xếp gì đáng nói cả Thế nhưng không ngờ đám thần thành này lại là vượt qua không gian địa hình Từ góc độ toàn thể vũ trụ càng vĩ mô hơn nhìn lại Chính là tám tòa đại trận tiên thiên bát quái Vân Quyền Thư nói Ta thắp sáng vũ trụ tiên đồ 64 tòa thần thành chính là lục thập tứ quái Bát quan chính là chính phản tứ tưởng Thần ma thái cực thành chính là lưỡng nghi Biến hóa khó lường Rồi lại cộng thêm luân hồi thiên cầu ở tại trung tâm Giống như bệ hạ ở thời kỳ toàn thịnh mà đám thần thành và hùng quan bên ngoài chính là tiên thiên thánh địa và đại đạo tiên thiên của bệ hạ. hắn chỉ tay một cái, hình dáng vũ trụ thiên đồ huyền phù phía trên bọn họ nhất thời phát sáng cải biến, luân hồi thiên cầu biến thành hư ảnh của trung nhạc thân thể xuyên qua bốn giới, bóng dáng bao phủ khắp một mảnh tinh vực bát ngát bốn đại thế giới, cương vực mà sáu mươi bốn tòa thần thành bao phủ đã biến thành một tòa sắp trận to lớn khôn cùng, luân hồi thiên cầu có thể đánh chết hết thảy cường giả bước vào trong phiến cương vực này nếu như mặc ấn không địch lại trí tuệ của thiên chỉ cần lui vào phạm vi của 64 tòa thần thành là được rồi năm xưa ta thỉnh cầu bệ hạ chế tạo luân hồi tiên cầu chính là vì hôm nay dùng hợp lực lượng của 64 tòa thần thành tám thần quan và hai đại thánh thành kiến tạo một mảnh lãnh địa vô địch tiến vào phạm vi này vân quyển thư vẽ một vòng tròn lớn ở trên tinh đồ ngữ khí lạnh như băng nói chỉ có một con đường chết mà thôi hơn nữa cho dù có tấn công những thần thành này thần thành cũng có thể biến hóa thuộc tính được càn biến thành khôn khôn biến thành càn vị biến thành kế tý kế tế biến thành vị tế đều là dễ như trẻ bàn tay có thể nói là thiên biến vạn hóa vô cùng vô tận từ phương diện biến hóa muốn phá giải 64 tòa thần thành này mệt chết thiên cũng không thể làm được muốn dùng man lực mà phá giải chỉ có thể chịu chết mà thôi nghĩ muốn phá hoàng triều của bệ hạ trước phải phá cửa ải này, này rồi hãy nói đi trong lòng của thiên tiên nương nương không khỏi chấn động Nam xưa vân quyền thư yêu cầu chế tạo luân hồi thiên cầu đối ngoại là nói muốn luyện chế một kiện bảo vật suy diễn vô địch về sau luân hồi thiên cầu đại phóng dị thải mới khiến cho người biết rõ uy năng của nó vậy mà đáng sợ đến như thế nhưng hiện tại thiên tiên nương nương mới biết được vân quyền thư vậy mà đã dùng trận pháp tái tạo ra một vị thái hoàng hoàn chỉnh thì nhưng chính là đám thần thành này là dựa theo công pháp trước đây của bệ hạ mà thiết kế công pháp trước đây của bệ hạ có nhược điểm chí mạng thiếu đi hai loại đại đạo quang minh và hắc ám bởi vậy đã thiếu khuyết hắc ám thành và quang minh thành thiên tinh nương nương suy tư nói vẫn còn có sơ hở kia nếu như hắc bạch nhị đế lên thủ sẽ có thể phá giải 64 tòa thần thành này nhưng hắc bạch nhị đế không chống đỡ nổi uy năng của lân hồi thiên cầu vân quyển thư cười lại một tiếng nói chỉ sợ bọn họ không tới một khi tới chính là một con đường chết kìa thiên tinh nương nương vẫn còn có chút sầu lo vũ trụ thiên đồ là do vân quyển thư thiết lập chiếu theo hình thái công pháp của trung nhạc mà chế tạo chứ là vẫn còn sơ hở sẽ có khả năng bị phá vân quyển thư quả thật tài hoa tuyệt đại vô song năm xưa tiêu giao đế cũng không nhìn lầm hắn hắn có thể đảm đương đại sư huynh trong ba sư huynh đệ nhưng vân quyển thư lại có chút tự phụ điểm này có chút không ổn thỏa rất dễ dàng bởi vì suy nghĩ sai lầm tạo thành phán đoán sai lầm hắn tái tạo ra một tôn thái hoàng có được lực lượng và uy năng vô biên nhưng hắn dù sao cũng không phải là thái hoàng chân chính thô động lên hội thiên cầu và vũ trụ thiên đồ dù sao cũng không thuần thục như ý như Thái hoàng chân chính được mà nhận giới kiến thức của hắn cũng không bằng được trung nhạc đối mặt với đối thủ cấp đạo thần hắn có thể trưởng khống được lực lượng cường đại như của thái hoàng hay không đây nhãn giới của hắn có thể địch nổi tồn tại cấp đạo thần hay không đây công pháp trước đây của trung nhạc có sơ hở trí mạng mà nhãn giới kiến thức của vân quyền thư chính là một cái sơ hở khác người cứ yên tâm luận cẩn thận tỉ mỉ các người bất luận kẻ nào đều không bằng ta được Cho dù là Thái Hoàng cũng không cần tận bằng ta được đâu Vân Quyền Thư mỉm cười nói Thiên Thi Nương Nương vẫn còn có chút lo lắng nói Ta biết rõ người lớn nhỏ đều không bỏ sót cái gì cả Thế nhưng đối thủ chính là Đạo Thần Cẩn thận tỉ mỉ thôi cũng không đủ để mà thủ thắng đâu Kẻ nào lưu được tuyệt bút xuân thu Sinh tưởng công danh liền phải có Vân Quyền Thư hăng hái bừng bừng Cười ha hắc nói có thể giúp được bệ hạ phân giải dài lán tranh đấu với tồn tại cấp đạo thần cho dù có chết cũng không hối tiếc gì cả thiên tinh nương nương khẽ nhíu mày mà lúc này tại tinh vực quảng hàn hiếu văn đế một mình đối kháng với tuấn nguyệt thần vương và mục bắc đầu ba người đều là tồn tại cấp thần vương thái cổ tuấn nguyệt thần vương là từ trong cơ thể thiên phân tách mà ra mục bắc đầu là tồn tại đã tập hợp ba đạo thần đạo ma đạo và tà đạo mà thành đế bản lĩnh cực kỳ phi phàm có thể sánh bằng cha hắn năm xưa Hiếu Văn Đế một mình ngăn cản bên ngoài tinh vực Quảng Hàn, một bước không lùi, chiến thiên đấu địa, pháp lực của hắn quả thật là cường hoành tuyệt luân, chống đỡ tới hiện tại khiến cho Tuấn Nguyệt Thần Vương và Mục Bắc Đầu cũng vừa kinh vừa sợ, kính nể không thôi. Bất quá, mặc dù tu vi của Hiếu Văn Đế thâm hậu nhưng bọn họ cũng không chút thua kém. Năm xưa Tuấn Nguyệt Thần Vương được xưng là Thiên Đạo Chủ, thần thông Thiên Đạo hạ bút thành văn cực kỳ thuận tay. Mục Bắc Đầu thì phát huy thần ma tà thái cực vô cùng nhẫn nhuyễn, nhuyễn càng có môn thần thông đại nhất thống thiên hạ đạo thống này lực uy hiếp cực lớn hiếu văn đế thân đầy thương tích hồn phách đột nhiên ly thể quần tinh sau lưng lay động vô số tinh tú tụ tập tới dung hợp với hồn phách của hắn giống như một gã cự nhân do ức vạn tinh tú cấu thành đứng sừng sững sau lưng của hắn một quyền hung hăng oanh xuống âm 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 thiên đạo thương khung bị oanh phá 30 kiện bảo vật thiên đạo văng loạn bốn phía Tuấn Nguyệt Thần Vương rên lên một tiếng, Lạng choạng lùi về phía sau. Hiếu Văn Đế giống như có hai cỗ nhục thân vậy, một lớn một nhỏ, ngang dọc chém giết, đồng thời thống hạ sát thủ với hai người. Tụ tinh lực làm thân, hồn phách của ngươi quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, bất quá, cho dù hồn phách của ngươi có cường đại tới đâu đi chăng nữa, cũng không kiên trì được bao lâu đâu. Quang lân sau đầu của Mục bắt đầu xoay tròn, đột nhiên ba cái đầu tách ra, biến thành ba người giống như ba tôn tiên thiên thần vương vậy, cộng đồng đối kháng với công kích của Hiếu Văn Đế, thế nhưng hai người vẫn liên tiếp bại lui. Tuy nhiên, hồn phách của Hiếu Văn Đế cũng không thể kiên trì được bao lâu. Vô số tinh tú như cát chảy xuống, hồn phách của Hiếu Văn Đế trở về trong cơ thể, bị hai người lập tức bắt được cơ hội đánh cho trọng thương. Hiếu Văn Đế há miệng thổ huyết, lui vào trong tinh vực Quảng Hàn. Tuấn Nguyệt Thần Vương cười ha hả, nhanh chóng tiếp cận. Đã vào trong thánh địa của ta, ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Trong thánh địa của ta, ta chính là tồn tại vô địch đại huynh gặp nạn chư đế mà cùng ta đi cứu viện tại tinh vực hàn băng công chúa băng xuyên đạt được tin tức của lương hạp đế lập tức triệu tập đại quân nơi này là một lãnh địa khác của hoa tư thị mấy ngàn năm qua đều được kinh doanh ngay ngắn rõ ràng hoa tư thị ở nơi này khai chi tán diệp vô cùng thịnh vượng mà mẫu hậu của công chúa băng xuyên là quân tư tả bởi vì là hoa tư thần tộc đã trở thành lãnh tụ của một chi đại quân hoa tư thị thần tướng dưới trướng phần lớn đều là nữ tử dưới chứng công chúa băng xuyên cũng có chừng 100 vị nữ đế lập tức điều binh điểm tướng giết ra tinh vực hàn băng mượn đường từ khu luân hồi thứ bảy chạy thẳng tới tinh vực quảng hàn đại quân vừa mới xuất phát trong khu luân hồi thứ bảy tĩnh mịch phía trước đột nhiên xuất hiện từng cỗ từng cỗ đế quan vô số cỗ đế quan thật lớn nghiền ép tới để chết không biết bao nhiêu thần ma ba ngàn đại đế thượng cố cô lục đạo giới các ngươi lại dám phản bội phụ hoàng ta sao uổng công cho phụ hoàng ta đã trả đế binh lại cho các ngươi công chúa băng xuyên nổi giận quát lớn tinh hà trong tinh không giống như một con đại mãng cuốn về phía từng cỗ từng cỗ đế quan đám đế quan kia nhất thời ba động trong quan đột nhiên xuất hiện từng cái từng cái đại thủ va chạm với con đại mãng kia để con đại mãng quay ngược trở về kết chấn chư đế dưới trướng công chúa băng xuyên điều động trận pháp chỉ thấy từng cỗ từng cỗ đế quan kia đột nhiên dựng thẳng lên nắp quan tài mở ra từ trong quan tài bay ra vô tận tinh tú trong mỗi một cỗ quan tài kia vậy mà ẩn chứa cả một cái lục đạo giới lục đạo giới từ trong đế quan tuôn trào bao phủ dập trời ngập đất mỗi một lục đạo giới đều chịu sự khống chế của đám đại đế thượng cổ này kịch liệt phát chạm với đại trận của công chúa băng xuyên tách ra không gian chấn động trận thế khóe mắt của công chúa băng xuyên khẽ nhảy lên đại mãng quấn lại rơi xuống trên hông của nàng phần eo của nàng không ngừng chuyển động Còn đại mãng này chính là lớp sắc ngoài của thần hậu nương nương đã bị nàng luyện chế thành bảo vật chuyển thế thân của đám đại đế thượng cổ này, vậy mà đã thu lấy toàn bộ lục đạo giới, xem như là vũ khí. trận chiến này khó có thể ổn thỏa được rồi. công chúa băng xuyên dựng lên một đầu ngón tay, cái đầu đại mãng ngẩng cao, mở ra cái miệng lớn, thôn phệ tinh không, giết về phía một vị đại đế thượng cổ. mà ở bên kia, câu trần đế xuất lĩnh, đám yêu đế, yêu thần dưới chứng giết tới, yêu kỳ ngang trời, che khuất không trung, lao thẳng về phía tinh vực quảng hàn. Thiên yêu phục khí chạy đi đâu Từng cỗ từng cỗ đế quan đen như mực ngang trời xuất hiện Đám quan tài giống như thiên tường vậy ngăn cản lối đi của đại quân Câu trần đế phóng người bay lên rơi xuống trước trận Toàn thân yêu khí vô cùng nồng đậm Hắn mỉm cười nói Xem ra thiên đình ta vẫn chưa trừ tận đám nghiêu quý xa thần các ngươi rồi Hôm nay chính là ngày các ngươi hồn phi phách tán Một vị đại đế tượng cổ điểm nhân nói Thiên yêu phục khí Ngươi hẳn là nên biết thiên mệnh rồi Câu trần đế cười ha hả Xua quân đánh tới Đấu với thiên chính là vô cùng vui vẻ Đồng phòng áp tây phong Ta xưa nay chiến thiên đấu đĩa Chưa từng sợ qua kẻ nào cả Lại có một lộ đại quân thần ma Dưới sự xuất lĩnh của chư đế hạo hạo đáng đáng chạy tới Chính là cú cưng đế Xuất lĩnh đại quân phục khi Huyết mạch cú cưng đế vô cùng tinh thuần Gần với trung hoàng thần lãnh địa của cú cưng đế cách tinh vực quảng hàn khá xa lần này thống lĩnh đại quân chạy tới chính là mượt đường khu lân hồi thứ bảy dọc theo đường đi bình an vô sự đột nhiên từng chàng từng chàng quỷ khóc thần gào vang lên âm thanh âm trầm đáng sợ cú cưng đế chỉ tay một cái chỉ thấy một gốc thanh đằng từ hư không diễn sinh trong khoảnh khắc đã mọc thành một gốc cổ lô đằng nở hoa kết trái trên cây trên một quả hồ lô thanh sắc nói tiếp tục tiến lên đại quân tiếp tục tiến lên đột nhiên một mảnh mây đen thảm đạm tập kích tới cú cưng đế lại chỉ tay một cái nữa lại thêm một gốc khổ lô đằng nữa mọc ra cũng kết xuất ra một quả hồ lô thanh sắc cũng không bao lâu trong khu lô nổi thứ bảy huyết vũ trận trận cú cưng đế lại trồng thêm một gốc khổ lô đằng nữa đại quân tiếp tục tiến lên cứ như vậy nhiều lần vị đế tử này đã liên tục trồng mấy chục gốc khổ lô đằng đám chư đế dưới trướng cũng không biết trong hồ lô của hắn là ẩn chứa cái gì đột nhiên cú cưng đế chật thở dài một tiếng sắc mặt khẩn trương nhìn từng cỗ từng cỗ đế quan đen như mực từ xa bay tới nói không có tác dụng rồi một vị đại đế vội vàng hỏi điện hạ vừa rồi ngài liên tục trồng hồ lô là có ý gì vậy phô trường thành thế cú cương đế nhỏ giọng nói bọn họ phô trường thành thế hù dọa chúng ta ta cũng phô trường thành thế gieo xuống từng gốc từng gốc khổ lô hù dọa bọn họ bọn họ không biết đám hồ lô này của ta là bảo bối gì trong lòng kiên ký bởi vậy không dám hạ thủ hiện tại ta cảm ứng được gốc của lô đầu tiên của ta gieo xuống đã bị mở ra nhất định là đã bị bọn họ nhìn thấu vì vậy bọn họ đã nổi giận đùng đùng đang giết tới đây chư đế giờ khóc giờ cười trong lòng thầm nghĩ đã sớm nghe nói vị điện hạ này thừa kế tính cách bất thảo của thái hoàng quả thật không sai mà hắn vậy mà một đường trồng hồ lô đằng chỉ để phô trương thanh thế từng cố từng cỗ đế quan phía trước chật mở ra từng vị từng vị đại đế từ trong đế quan ngồi dậy Cú cương đế lại trồng trước trận một gốc hồ lô đằng nữa, kết xuất ra một quả hồ lô thanh sắc, quát lớn. Các vị tiền bối, hồ lô này của ta chính là dị báo do phụ hoàng ban tặng. Nếu các người dám tiến lên, không tốt rồi, bọn họ giết qua rồi, chạy mau. Chư đế nhất tề dạy ra, chỉ thấy cú cương đế bỏ mặc bọn họ sang một bên, nhanh như một làn khói bỏ chạy thục mạng, về phía đường về. Chư đế vội vàng xuất lĩnh địa quân đuổi theo, kêu lớn. Điện hạ, còn chưa đánh qua như thế nào, đã nhận thua rồi sao? Chúng ta đánh qua một trận Cũng tốt có cái bản giao trước mắt bệ hạ Bản dao cái rắm mà Cú cưng đế quay đầu lại kêu lớn Ta là con trai của hắn Hắn còn có thể giết ta tế cờ hay sao Chạy mau chạy mau đi Cái đám giao hỏa này là ba ngàn đại đế thượng cố Của lục đạo giới kia Lại mang theo lục đạo giới tới đây Khó chọc vô cùng Điện hạ người là con trai của bệ hạ Bệ hạ không giết người Thế nhưng sẽ giết chúng ta kìa Chư đế dốc sức đuổi theo Một vị đại đế nghẹn ngào nói Điện hạ đừng có chạy nữa đi Chúng ta cũng không phải là con trai của bệ hạ Ngài tốt xấu gì cũng chống cự một chút đi Ta là đại đế phục khí thí Bệ hạ hẳn lại sẽ không giết ta đâu Một vị đại đế phục khi làm bẩm Bên kia Một trăm vị đại đế thượng cổ kia cũng nhất thời ngẩn ngơ Hồn nhiên không ngờ con trai thứ tư của Thái Hoàng Cú cưng đế Vậy mà lại có chân bỏ chạy Căn bản không chịu giao phong với bọn họ Cố cưng đế mặc dù vô năng Thế nhưng dù sao cũng là con trai của Thái Hoàng Giết chết hắn cũng là đại công Chúng ta giết qua Từng cỗ từng cỗ đế quan gào thét bay đi Đuổi theo sau lưng của đại quân Phía trước cú cưng đế nhanh chân phóng chạy như điên Cách tinh vực cú mang của hắn Chấn thủ đã không xa Đột nhiên dừng bước lại Chợt quát lớn Thế Từng gốc từng gốc thanh đằng mà hắn trồng ở dọc đường Nhất thời điên cuồng diễn sinh Hồ lô thanh đằng, thanh sắc, trên thanh đằng Trong lúc bất chợt vỡ ra trong từng quả từng quả hồ lô bắn ra từng đạo từng đạo bạch quang mạnh mẽ cắt ra không gian xung quanh đám đế quan hơn 20 vị đại đế thượng cổ đuổi theo ở phía sau không kịp dự liệu bị đạo đạo quang chém chúng thi thể phân chia chết oan chết uổng đám đại đế thượng cổ còn lại nhất thể kinh ngạc vội vàng chống cự chỉ thấy uy năng của đám bạch quang trong đám hồ lô thanh sắc kia đáng sợ tới cực điểm trong không gian của khu lân hồi thứ bảy kích xạ bốn phía vô cùng sắc bén khiến cho bọn họ luống cuống tay chân chống đỡ chúng kế của tên tiểu tặc kia rồi trong hồ lô chính là đạo quang do thần huyết bạch đế biến thành một vị đại đế thượng cổ bị một đạo bạch quang quét ngang một cái một cánh tay rơi xuống vẫn lộ quát lớn quả hồ lô đầu tiên của hắn chỉ là mồi nhử mau giết trở lại cú cưng đế cũng đột nhiên xoay người hạ lệnh giết trở lại nghênh đón đại quân đuổi theo phía sau giơ tay đoạt lấy một cây đại kỳ từ trước trận chạy tới cuối trận cười hăng hắc nói <laughs> cái đám lão rủi đen này đã trúng kế của ta rồi rơi vào trong sắt trận hồ lô bạch đế của ta thừa dịp bọn họ luống cuống tay chân chúng ta quay trở lại giết chết bọn họ lập lại công chư đế trình đốn chạy quân vừa mới đuổi theo lại một lần nữa bổ nhào phóng chạy như điên chạy theo cú cưng đế giết chết trở về một vị đại đế phục khí thị cả giận nói điện hạ lần sau mình muốn dùng kế có phải là nên nói trước với chúng ta một tiếng hay không đấy cú cưng đế mỉm cười nói Lần sau lại nói tiếp đi Chờ một chút Ta lại trồng thêm vài gốc khổ lỗ Ao 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 Ở một chỗ khác trong khu luân hồi thứ bảy Vô số Kimo vô cánh bay lên Cha quang đế dẫn đầu Xuất lĩnh lại quân thần ma Kimo thần tộc Giết về phía tinh vực Quảng Hàn Trong lúc bất chợt Tinh lộ phía trước đứt gãy Từng vị từng vị đại đế Ngồi ở bờ bên kia Chính giữa là tinh hà chảy xuôi Là chư đế bàn hồ thị sao Cha quang đế đáp xuống, vô số kim mô thần tộc ở sau lưng thu cánh nhao nhao đáp xuống ở sau lưng hắn. Ánh mắt cha quang đế chuyển động rồi mỉm cười nói: Đại quân bản hồ thị được xưng là có năng lực thôn thiên, lại đã đầu phục thiên, cam nguyện làm thiên cấu, là các ngươi đã ăn gãy tinh nộ sao? Một vị bản hồ địa hoàng mỉm cười nói: ah, Con trai thứ bảy của thái hoàng sao? Năm xưa thời điểm ta làm thiên hoàng đế của thời đại địa kỳ. Kế... Không muốn chết lập tức cút ngay Chắc quang đế đột nhiên rút kiếm cắt lời Một kiếm chấm đôi tinh hà Chỉ thấy tinh hà chia ra làm đôi Vô số tinh tú ầm ầm đùng đùng vỡ nát Bị chấn thành một tia tia sợi sợi khí hỗn độn Uy năng của thanh kiếm này cường đại tới không thể tin nổi Sắc mặt chư đế bàn hồ thị Và năm vị địa hoàng đại biến Vội vàng tránh né Chỉ thấy chắc quang đế xuất lĩnh rất nhiều kim mô thần tộc Một đường phóng đi Hỗn độn kiếm mà mẫu hậu lấy từ chỗ của sư công tới Uy lực quả nhiên rất khả quan trong lòng chắc quang đế vừa mừng vừa sợ vừa dẫn người phi hành vừa quan sát thanh hỗn độn kiếm kia yêu thích không buông tay nói bà bối lợi hại như vậy sư không để ở đó không dùng không xài dứt khoát không trả lại cho hắn vậy trong thang cốc kim mô thần đế đột nhiên cả kinh thất sắc kêu lớn hỗn độn kiếm mà gã hỗn độn thất khiếu kia đưa cho ta đã không thấy đâu nữa rồi kim nương nương vội vàng chạy tới hỏi sư tôn hỗn độn kiếm gì vậy kim ô thần đế dậm chân nói chính là sinh vật hỗn độn mà bệ hạ câu từ trong hỗn độn ra kia. Sau khi hắn mượn dùng phù tăng thần thụ đã tặng cho ta một thanh hỗn độn kiếm để mà báo đáp. Ta hàng ngày vô cùng yêu quý, vẫn luôn cung phụng ở nơi này, mà hiện tại đã không thấy đâu nữa rồi. Kim Nương Nương cũng thở dài liên tục đột nhiên tỉnh ngộ lại, nàng nói: "Sư tôn, ngươi hồ đồ rồi, gã hỗn độn thất khiếu kia đã giết chết cả đô thần vương, bệ hạ hận không thể lột ra rút cơn hắn. Nếu như bệ hạ biết trong tay ngươi có bảo kiếm do hỗn độn thất khiếu ban tặng, cho dù không trách phạt ngươi Cũng rất không cho ngươi ăn chút đau khổ à Kim mô thần đế nhất thời bị dọa Cho sợ hết hồn Lúng ta lúng túng nói Đổ như ta ở trong hậu cung bị thất thế hay sao Bệ hạ không thương ngươi nữa hay sao Kim nương nương lườm hắn một cái Ngữ khí oán giận nói Hắn có thương ta cũng rất không vì vậy Mà thương ngươi đâu Sư tôn à Hơn phân nữa là bệ hạ đã lặng lẽ lấy đi thần kiếm của ngươi rồi Dù sao hỗn độn thất khiếu cũng là cựu nhân bệ hạ cũng lo lắng hắn sẽ động tay động chân vào trong thần kiếm kia thành kiếm này đã mất đi thì cũng thôi đi kim mô thần đế gật đầu nói phải kim nương nương rời đi thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng thầm nghĩ cái thành kiếm kia đặt ở nơi này cũng đã vô dụng hiện tại thiên hạ đại loạn không bằng đưa cho quang nhi vui đùa một chút vậy sau khi dùng xong mới trả lại cho sư tôn vậy mà ở bên kia công chúa vân vọng xuất lĩnh một chi đại quân hoa tư thị khác giết tới tinh vực quảng hàn không động đế cũng rất lấy một lộ đại quân giết tới trên đường không hề bị ngăn cản một đường thuận lợi đi tới tinh vực quảng hàn mục bắc đầu lập tức đình chỉ truy sát thiếu văn đế xoay người thu liễm đại quân chỉ thấy công chúa vân mộng lập tức xông vào tinh vực quảng hàn đi trợ trận cho hiếu văn đế kháng cự tuấn nguyệt thần vương ánh mắt của mục bắc đầu xoay chuyển mỉm cười nói không đóng ngươi không phải là đối thủ của ta đâu công chúa vân mộng lưu ngươi ở nơi này thật ra là có chút rất sách rồi không động đế mỉm cười nói có phải là đối thủ hay không còn phải đấu qua một trận mới biết được trong các huynh đệ tỷ muội ta chính là ngu ngốc nhất nhưng cũng là dụng công nhất kìa những năm gần đây ta nam trinh bắc chiến bình định phản loạn các nơi tự cảm thấy có nhiều tiến bộ kính xin bắt đầu huynh chỉ giáo cho đám người băng xuyên câu trần cú cương chắc quang đều bị ta ngăn cản trên đường nếu cộng thêm hoàng thần đế bị nhốt trong lục đạo giới vậy kiều hoàng thị đã tới đông đủ rồi sao một bắt đầu cười ha hả Đột nhiên không người cao giọng nói Vô kỵ tiên sinh Kỳ hoàng thị quả nhiên như tiên sinh sở liệu Chỉ cần công kích một người Đám người còn lại cũng sẽ chạy tới cứu viện Tiên sinh thần cơ diệu toán Có thể nói là phúc tướng của bệ hạ mà Không gian chật chấn động Phong vô kỵ chậm rãi đi ra Mặt mày rạng rỡ mỉm cười nói Dễ nói dễ nói Đây là hồng phúc tề thiên của bệ hạ Mới có thể một lưới bắt hết đám con cái của Thái Hoàng Bệ hạ mời không gian đột nhiên nứt ra từng chiếc từng chiếc lô thuyền đại hạm từ trong khu luân hồi thứ bảy lái ra hào hào đăng đẳng bốn trăm vị đại đế hách tư thị đứng sừng sững trên từng chiếc từng chiếc chiến hạm sắc mặt thờ hứng nhìn về phía này hách liên khuyên ngọc đứng trên chủ hạm hai tay chắp sau lưng lạnh nhạt nói ta phụng thiên thừa vẫn đế nhạc đại nghịch bất đáo làm việc nghịch thiên hôm nay mặc dù là ỷ lớn hiếp nhỏ lấy nhiều khi ít nhưng cũng là thành động bất đắc dĩ mà thôi các vị hiền chất à các ngươi táng thân trong kiếp nạn này Chính là số mệnh thương thiên đã định trước rồi Phụng thiên thừa vận sao Sắc mặt không động đế ngưng trọng Khóe mắt kịch liệt chấp động Nhìn về phía 400 vị đại đế Hách tư thị mỉm cười nói Khi nào thiên dám can đám Tho đầu ra trước mặt phụ hoàng ta vậy Liền xem như hắn to gan lớn mật đi Quê ngọc bá vũ Ngươi đầu nhập vào thiên Nhưng thiên bất quá chỉ là một tên giao hóa Giấu đầu giấu đuôi Ngươi còn cam nguyện làm thiên tử Ta thành người cảm thấy không đáng à Hách lên khuê ngọc khẽ mỉm cười nói Hách lên khuê ngọc khẽ mỉm cười nói Hoàng Mao Tiểu Nhi cũng xứng đánh giá thiên sao Vô kỵ tiên sinh người tới bày trận đi Phong vô kỵ chắp tay nhận lệnh Ba cái đầu chấn động hắn mỉm cười nói Trôn vùi đám cháu trai cháu gái này Trong lòng ta cũng vô cùng đau đớn Bất quá bởi vì thiên hạ của bệ hạ Ta cũng không thể không làm Vô kỵ thúc thúc còn nhớ phong đạo tôn không Không động đế hạ lệnh để cho thần ma ma đế ba lộ đại quân dẫn người lui vào tinh vực quảng hàn hắn đột nhiên nói thúc thúc cần gì nhận giặc làm cha như vậy hoài ngọc ca ca cũng đang ở trong chiều nếu ngươi cùng ta hồi chiều huynh đã các ngươi gặp nhau hoài ngọc nhất định sẽ rất vui lòng sắc mặt của phong Vũ kỵ trầm xuống đại não thiên lý thôi động vô số quan điểm tụ tập trên đỉnh đầu của hắn tạo thành hư ảnh một quả đại não cực lớn chiếu dọi bố trí của đại quân đối diện vô cùng rõ ràng hoài ngọc phong vô kỵ phất cờ điều động đại quân xưa quân đánh tới hắn lạnh lùng nói hoài ngọc không phân rõ thị phi trợ giúp cho thái hoàng nếu hắn không bỏ gian tà mà theo chính nghĩa ta sẽ tự tay giết chết hắn hôm nay ta liền chém chết thái hoàng cửu tử trước vậy nhìn một chút xem thái hoàng còn có thể yên ổn ngồi yên trên triều đình hay không đấy không động đế xuất lính đại quân bản bộ bọc hậu chư đế phần quanh ra sức chém giết đối kháng với đại quân của mục bắc đầu và hách tư thị những năm qua, hắn buôn ba đại chiến khắp nơi, bình ổn phản loạn các nơi. Đại quân mà hắn xuất lính đều là thân kinh Bắc chiến, chiến lực cực kỳ cường hoành. Mỗi một người đều là cường giả lấy một địch mười. Nhưng trên phương diện trận pháp biến ảo, đại não thiên lý của Phong Vô Kỵ lại vượt qua hắn rất nhiều. Phong Vô Kỵ từ trên cao nhìn xuống, nắm vững toàn cục. Trên thế gian, người có năng lực trưởng khống đối với chiến trường siêu việt hơn hắn cũng không nhiều lắm. Có thể đếm được trên đầu ngón tay bất luận trận pháp biến hóa tinh tế gì ở trên chiến trường đều tránh không thoát cặp mắt của hắn càng quan trọng hơn chính là hắn có thể căn cứ vào trận thế của đối phương bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến trận nhằm vào nhược điểm của đối phương cải biến trận pháp của phe mình năng lực thư diễn của đại não thiên ý thật sự là quá mạnh phá giải trận thế của đối phương cũng chỉ trong một cái chớp mắt những năm qua phong vô kỵ yên lặng trầm mặc biến khỏi thế gian này nhưng trên trí tuệ chi đạo tạo nghệ của hắn đã đạt tới tận cùng cũng không bao lâu không động đế đã rơi vào trong vòng vây các lộ đại quân thần ma không ngừng tạm ăn dỗi cắt đứt đại quân bản bộ của hắn chia ra làm từng khối từng khối bao vây tiêu diệt đúng lúc này đột nhiên chỉ nghe một tiếng trống lớn vang lên chỉ thấy một lộ đại quân đột nhiên xuất hiện giết vào trong chiến trường mấy chục vị đại đế mỗi người cõng trên lưng một quả hồ lô thanh sắc lớn không ngừng chém giết vào trong đại quân cứu đám người không động đế ra khỏi vòng vây quả hồ lô lớn sau lưng đám đại đế kia thỉnh thoảng lại mở ra trong miệng hồ lô bắn ra từng đạo từng đạo bạch quang giết chết cường địch quả thật giống như chặt đứt sắt rau vậy lợi lợi hại đến cực điểm không động đế nhìn thấy người dẫn đầu lộ viện quân này không khỏi ngẩn ra thất thanh nói lão tứ sao ngươi lại là người đầu tiên chạy tới đây vậy lão tứ này chính là cú cương đế bản thân hắn cũng có chút nghi hoặc nói Ở trên đường đi ta đã gặp phải một đám đại đế lục đảo giới bị ta giết chết hơn phân nữa sau đó bọn họ liền chạy trốn rồi ta vốn từng rằng trên đường đã chỉ hoãn một đoạn thời gian rồi tốc độ của lão thất lại là nhanh nhất à hẳn phải là tới trước ta mới phải thế nhưng thật không ngờ lại là chúng ta tới trước một bước kìa hắn lập tức lĩnh quân hội hợp với không động đế phong vô kỵ không chút để ý xoay chuyển trận pháp chỉ trong chốc lát cũng đã chế trụ luôn đại quân của cú cưng đế kéo bọn họ vào trong vòng vây mà vào lúc này hơn 10 cỗ đế quan đột nhiên bay tới trong đế quan từng vị từng vị đại đế thượng cổ đứng dậy tế khởi lục tạo giới đi tới bên cạnh hách lên Khuyên ngọc hách lên khuyên ngọc nhìn thấy thân thể đám đại đế này đều rách nát tả tơi trong lòng không khỏi cả kinh nói các vị đạo huynh phục kích cú cương sao lại chật vật đến như vậy đám đại đế kia xấu hổ nói chúng ta chúng kế của tiểu gia hòa này phục kích hắn không thành ngược lại rơi vào sát cục của hắn hơn 50 vị đạo hữu đã bị hắn giết chết rồi bọn họ lưng cõng hổ lô bên trong chứa đạo quang do đạo huyết bạch đế biến thành uy lực vô cùng lợi hại Nhất định là phải cẩn thận Trước đây Bạch Đế mới lần bị Thái Hoàng đánh trọng thương Đạo huyết Bạch Đế trong tay Thái Hoàng Chỉ sợ cũng không ít đâu Trong lòng hách lên khuê ngọc nghiêm nghị Phòng vô kỵ. Cú cưng đế từ xa nhìn thấy phong vô kỵ sắc mặt ngưng trọng nói Cái tên này khó đối phó đấy, Chính là đối thủ một mất một còn của phụ hoàng năm xưa Đó là đại não thiên ý hay sao Hắn cẩn thận nhìn lại Chỉ thấy trên đầu phong vô kỵ vô số tinh điểm sáng ngời biến thành một quả đại não cực lớn không ngừng chớp sáng diễn biến hết thảy mọi biến hóa trên chiến trường lợi hại cú cương đế tán thán nói tạo nghệ trên thiên đạo tất cả chúng ta đều thua kém hắn vài phần đúng lúc này lại có một lộ đại quân nữa giết tới phát ra hỏa diễm ngất trời cha quang đế xuất lĩnh cường giả kim mô thị giết tới ngang dọc trong đại quân vô cùng nhanh chóng cha quang đế cùng hỗn độn kiếm mở đường đánh đâu thắng đấy vũ dũng khó ngăn cản Phong Vũ Kỵ đột nhiên mở ra trận thế để cho đám người chắc quang đế tiến quân thần tốc. Sau đấy trận thế khép lại cũng nhất đại quân chắc quang đế vào trong đại trận hạn chế tốc độ của chắc quang đế. Hắn mỉm cười nói chuyển thế thân của các vị bàn hồ địa hoàng và đại đế bàn hồ thị cũng tìm tới thi lễ với hách liên khuê ngọc. Hách liên khuê ngọc vội vàng hoàn lễ hỏi chỉ quân cũng không thể ngăn cản được chắc quang hay sao? Một vị bàn hồ địa hoàng lên tiếng trong tay của hắn có một thanh thần kiếm chính là thần vật trong hỗn độn chế táo uy năng vô cùng cường đại không thể chính diện va chạm được hách lên khuê ngọc cẩn thận nhìn lại quả nhiên nhìn thấy thanh hỗn độn kiếm trong tay chắc quang đế kia thanh thần kiếm này chém giết ngang dọc gặp phải bất luận đại trận gì bất luận đế binh gì cũng đều là một kiếm chém đứt trong lòng không khỏi đại chấn tiếp theo lại có một lộ đại quân nữa giết tới chính là đại quân thiên yêu và chư đế yêu tộc do câu trần đế xuất lĩnh xông thẳng vào chiến trường phong vô kỵ thi triển cách cũ thả cho câu trần đế tiến vào sau đấy vây kín lại qua không bao lâu lại có rất nhiều cô đế quan bay tới chính là đám đại đế tượng cổ đã ngăn cản đường đi của câu trần đế kia lại không qua bao lâu công chúa băng xuyên đã giết tới hội hợp với đám người tiếp theo chính là lương hạp đế cũng giết ra vòng vây chạy tới hội hợp câu trần đế đảo mắt nhìn đám địch nhân càng lúc càng nhiều ở bốn phía đám đối thủ trên đường phục kích bọn họ hiện tại đều đã tụ tập lại đây ngoại trừ 400 vị đại đế hách tư thị ra còn có mấy trăm vị đại đế thượng cổ, cười lạnh một tiếng nói. Đều là một đám cọp giấy, không đủ hiếp đâu. 3.000 đại đế thượng cổ lục đạo giới cũng không hoàn toàn tụ tập lại đây. Hẳn là còn có một đám đại đế đang với công hoàng thần. Đột nhiên trong bí cảnh nguyên thần của bọn họ, từng cây từng cây đồ đằng thần trụ nhao nhao chấn động. Văn lộ đồ đằng trên thần thung biến ảo, biến thành khuôn mặt của mặc ẩn, trầm giọng quát. Các vị đại hã, các người nghe ta chỉ huy, ta đang dẫn quân trên đường chạy tới trong khoảng thời gian này các vị điện hạ chỉ cần chống đỡ không để bị công phá là được rồi đám người câu trần đế cú cương đế vừa mừng vừa sợ cùng lúc đấy từng vị từng vị đại đế đế quân tạo vật chủ ở dưới chứng bọn họ cũng đều đạt được mặc ẩn truyền tin tinh thần không khỏi đại chấn đám người lập tức tế đồ đằng thần trụ của chính mình và trong quang luân sau đầu mặc ẩn lập tức mượn khuôn mặt trên đồ đằng thần trụ quan sát động tĩnh trên chiến trường tận thu tình hình trên chiến trường và trong mắt đối với cục diện chiến đấu rõ như lòng bàn tay có hắn điều động trận thế các quân đám người không động cú cương câu trần nhất thời thở phào nhẹ nhõm toàn lực ra sức chém giết không cần để ý tới chiến cuộc rất nhanh đã xung phá trận thế mặc ẩn đã tới rồi phong vô kỵ nhìn thấy đại quân đám người không động liên tục phá trận phá giải trận pháp biến ảo của hắn nhất thời kinh ngạc mở mắt ra quan sát một phen mỉm cười nói cuối cùng cũng câu được hắn ra rồi à, 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 sắc mặt của hách lên khuê ngọc khẽ biến vội vàng quan sát bốn phía thiên thừa tướng mặc ấn mặc tướng của thái hoàng sao hắn thật sự đã tới rồi sao hắn đang ở nấp ở đâu vậy phong vô kỵ mỉm cười lên tiếng mặc ấn người vẫn chưa tới thế nhưng đã dựa vào đồ đằng thần chú trưởng khống chiến trường chỉ điểm mấy vị thái tử công chúa kia bệ hạ người nhìn trong quang luân sau đầu đám thái tử công chúa và đại đế này đi có phải là có từng cây từng cây đồ đằng thần chú đang dựng thẳng hay không? Hách lên khuyên ngọc cẩn thận nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy từng cây đồ đằng thần trụ trong lòng khẽ động nói: dựa vào đồ đằng thần trụ mà liên hệ có thể bị quấy nhiễu che đấy. Nếu như tiên sinh có thể thi triển ra vũ trụ thiên đáo sẽ có thể chặt đứt liên hệ được. Không cần. Phong vô kỵ khẽ mỉm cười thản nhiên nói: mục đích chủ yếu của trận chiến này ngoại trừ diệt trừ đám thái tử công chúa này ra, chính là dẫn dụ mặt tướng của thái hoàng gia chấn mặc ẩn tinh thông khí vận thiên thư rất là bất phàm chiến lược của hắn mặc dù không cao thế nhưng trí tuệ lại cực kỳ tinh thông nếu có thể diệt trừ hắn chính là tương đương với diệt trừ một cánh tay của thái hoàng ta ngược lại muốn nhìn một chút xem hắn trên phương diện biến hóa trận chiến có thể địch nổi ta hay không hơn nữa sư tôn ta cũng đang đợi hắn tới kìa thiên sao nghe vậy trong lòng của hách liên khuê ngọc nhất thể đại hỷ mà cũng trong lúc đấy cú cương đế suy tư nói mục tiêu của trận chiến lần này hẳn không phải là chúng ta rồi mà là thừa tướng mặc ấn chiến lược của chúng ta tuy mạnh nhưng mặc tướng mới là thống soái thống lĩnh đại quân của hoàng triều mục đích của hách liên khuyên ngọc hẳn là dẫn dụ mặc tướng xuất hiện diệt trừ mặc tướng mặc tướng dụng binh cực kỳ tinh diệu xuất thần nhập hóa thế nhưng chỉ sợ cũng khó có thể địch lại thiên ý được lời này sai rồi không động đến nói trí tuệ không địch lại thần thông đại năng dưới chướng mặc tướng nhiều đếm không xuể điều động hai ngàn vạn đại đế bẻ gãy nghiền nát cho dù thiên có lộ diễn cũng sẽ bị đánh chết thôi chỉ là không biết lần này tới đây có phải chỉ có mỗi mình thiên hay không thôi phong vô kỵ thôi phát đại não thiên lý tới mức tận cùng âm thầm đấu pháp với mặc ẩn song phương điều động chiến trận biến hóa ngàn vạn khiến cho chiến cuộc trên chiến trường nháy mắt biến hóa cả trăm lần khiến cho đám người hắc lên khuyên ngọc nhìn tới mức hoa cả mắt đại não thiên lý kia trở nên sáng người khôn cùng vô số quang điểm hình thành đại não điên cuồng lóe lên hiển nhiên là đã tôi diễn thôi phát đến mức tận cùng sắc mặt của phong vô kỵ ngưng trọng trong hai cái đầu còn lại đột nhiên cũng có hai quả đại não thiên lý chậm rãi xuất hiện điên cuồng suy diễn hắn vốn chỉ đạt được một khối mảnh vỡ đại não thiên lý cũng không hoàn chỉnh những năm qua hắn tu luyện thành đế cũng rất dụng công đã bổ toàn được đại não thiên lý cộng thêm hắn có tới ba cái đầu đã luyện thành ba quả đại não thiên lý lúc này cũng thôi động hai quả đại não thiên lý còn lại toàn lực xuất thủ quả thật đã bị mặc cẩn bức bách tới trình độ này đột nhiên mấy vị đế quân trẻ tuổi sau lưng hách liên khuyên ngọc chợt ngất đi cũng có mấy người không ngừng nôn mửa chính là do mặc cẩn đối chiến đấu pháp với phong vô kỵ đã sử dụng trình độ trí tuệ quá cao mấy vị đế quân này cũng là hạng người trí tuệ phi phàm trầm mê vào trong biến hóa của chiến trận điều động toàn bộ trí tuệ của chính mình để suy diễn biến hóa chiến trận của song phương hao phí quá nhiều tinh thần của chính mình trí tuệ cùng tuyệt cho nên mới nôn mửa hôn mê mặc dù mà cần vẫn chưa đi tới nơi này nhưng trên biến hóa chiến trận cũng đã có thể địch lại đại não thiên lý của phong vũ kỵ khiến cho người ta không khỏi tán thán tạo nghệ trên phương diện chiến trận của hắn mặc tướng quả thật rất cao không ngờ đã bắt đầu tìm hiểu khí vận chi pháp ở trạng thái thất đạo luân hồi đại não thiên lý của ta vẫn còn ở trạng thái lục đạo luân hồi sắc mặt của phong vũ kỵ ngưng trọng nói hắn còn chưa đích thân đi tới đã có thể điều động chiến trận thành cái dạng này rồi khiến chúng ta không chiếm được bất luận tiện nghi gì. đợi tới khi hắn đi tới, khẳng định sẽ càng đáng sợ hơn. ta cũng không phải là đối thủ của hắn. cũng may đối thủ của hắn không phải là ta. ta chỉ là dụ dỗ hắn tới đây mà thôi. thiên ý khó lường nhưng trí tuệ của mặc ẩn lại cực kỳ phi phàm, tinh diệu vô song, thiên biến vạn hóa, đã đạt tới cực hạn của khí vận thiên thư. trí tuệ hiện tại hắn sử dụng đã viễn siêu hơn cuộc chiến đoạt đế năm xưa, mang tới cho người khác một loại cảm giác không dấu vết để tìm. rõ ràng là nằm trong hoàn cảnh xấu nhưng dưới sự điều động động binh khiển tướng của hắn vậy mà dần dần chiếm thượng phong rất có xu thế một lưới bắt gọn toàn bộ thế lực dưới chứng của hách liên khuyên ngọc phong vô kỵ điều động đại quân đau khổ chống đỡ song phương giao đấu càng lúc càng hung hiểm sắt cơ tầng tầng đột nhiên phong vô kỵ chật cười ha hả đứng lên nói mặc ẩn đã tới sư tôn ta cũng đã tới ta rút cuộc đã có thể bứt ra được rồi tiếng kèn đô đô vang lên du dương to rõ vô số đại quân thần ma đột nhiên từ khu luân hồi thứ bảy xuất hiện Hòa lực tập trung bảy trận sát khí đằng đằng mặc ẩn tọa chấn trong đại quân cùng lúc đấy thiên khung cũng lưu động một gã thần nhân không có khuôn mặt từ trên trời giáng xuống đáp xuống trước mặt đám người hách lên khuê ngọc hai tay chắp ở sau lưng mặc ẩn, rốt cuộc cũng dẫn dụ được người tới đây rồi phần da thịt trên khuôn mặt như tờ giấy trắng của thiên tách ra hai bên lộ ra một con mắt cực đại ánh mắt thứng thú nhìn về phía mặc ẩn Mới một chút binh lực như vậy Đã muốn tạo phản rồi sao Sắc mặt mặc ẩn hờ hững Binh lực ít như vậy Không đủ cho ta chém giết một trận Nếu đã như vậy Vậy cộng thêm một chút binh lực nữa thì sao đấy Thiên vỗ tay một cái Chỉ thấy từng vị từng vị đại đế Xuất lĩnh không biết bao nhiêu thần ma Từ bốn phương tám hướng phóng vọt ra Lặng lẽ nhìn chầm chầm mặc ẩn Thiên mỉm cười nói Mặc ẩn Lần này ta mang tới hơn một ngàn đại đế Cộng thêm vô tận thần ma Đã đủ rồi chứ Bình lực mà người có thể điều động Cũng không gì hơn cái này đâu Sắc mặt của mặc ẩn khẽ biến Ánh mắt đảo quét về phía đám đại đế Vừa mới xuất lãnh binh mã chạy tới kia Chỉ thấy Trong đám đại đế này Cũng không thiếu thân ảnh quen thuộc Ngoại trừ một đám tân đế ra Khuôn mặt quen thuộc tự nhiên Chính là đám đại đế biên giới của Hoàng Triều Đám đại đế này Vậy mà đã đổ phục vào thiên mà Vân Quyển Thư và Thiên Tiên Nương Nương lại không đạt được bất cứ tin tức gì. Có thể thấy được là Thiên đã mê muội thiên cơ, khiến cho Vân Quyển Thư và Thiên Tiên Nương Nương không thể tính ra được bất kỳ cái gì cả, không chiếm được bất luận tin tức gì. Mà đáng sợ nhất vẫn là vẫn chưa phải đám đại đế đã dựng cờ tạo phản này. Mặc ẩn quay đầu lại nhìn về phía vô số đại quân thần ma mà chính mình xuất lĩnh tới kia. Đáng sợ nhất chính là đám đại đế ẩn giấu trong đại quân của chính mình vẫn chưa bộc lộ ra kia. Thiên vô cùng già hoạt nhất định sẽ mai phục nội gian trong đám đại đế này hiện tại mặc ẩn thống lĩnh đại quân vẫn chưa giao chiến đám nội gian này vẫn tiếp tục ẩn giấu tạm thời cũng không tạo thành cho hắn bao nhiêu nhiễu loạn nhưng chỉ cần chiến sự mở ra mặc ẩn cần điều động toàn cục thời điểm này nội gian đột nhiên bạo phát vậy thì không phải là chuyện đùa nhắm thẳng vào tử huyệt của hắn nếu như trận chiến này thua rồi vậy thật sự là binh bại như núi đổ hắn thân tử chỉ là chuyện nhỏ chỉ sợ uy nghiêm của hoàng triều cũng sẽ bị quét sạch không còn tồn tại không chỉ như vậy, Mạc Cẩn còn ngay lập tức nghĩ tới trong đám đại đế dưới trướng kiều hoàng thị có phải cũng có nội gian của thiên hay không? Nếu là như vậy chỉ sợ tính mạng của kiều hoàng thị cũng sớm đã bị thiên nắm giữ ở trong tay. Còn nữa, trong 64 tòa thần thành, 8 tòa thần quan, không biết cũng có bị thiên an bài nội gian vào hay không đây? Thiên đã mê muội thiên cơ, lừa gạt được vân quyển thư và thiên ti, thủ đoạn quả thật là hơn người. Nếu như cản đô thần vương không bị thiên thôn phệ, vậy cản đô khẳng định có thể phát hiện ra chuyện này tạo nghệ của hắn trên phương diện thiên cơ còn vượt qua thiên rất nhiều chứ là càn đô đã chết hơn nữa còn bị thiên thôn phệ thiên đã chẳng khống được tiên thiên thiên đạo tạo nghệ trên phương diện này đã không có ai có thể địch nổi lần này thiên đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ trừ quân đều là trọng thần của hoàng triều lại không tuân thủ đạo quân thần dựng cờ tạo phán các ngươi có thể được chỗ tốt gì đây mặc ẩn nhìn về phía từng vị từng vị đại đế tạo phản kia lạnh nhạt nói cho dù hách lên khuê ngọc có leo lên đế vị đã làm thiên đế Các ngươi có thể được cái gì Một vị đại đế cao giọng nói Phương pháp nghịch chuyển tiên thiên Ít nhất cũng có thể đoạt được bể ngạn hoa Trùng kiến hư không giới Mặc tướng Năm xưa Thái Hoàng chủ trì đại hội chư đế tương lai Cùng với chúng ta nghiên cứu và thảo luận thất đạo liên hồi Chính là nhờ có chúng ta tương trợ Thái Hoàng và đạo tôn mới có thể trong thời gian 1.000 năm ngắn ngủi xác lập thất đạo lân hồi Thái Hoàng có thể nghịch chuyển tiên thiên chúng ta hẳn là cũng có đại công hiện tại thái hoàng lại độc chiếm thành quá không truyền thụ công pháp ra ngoài hắn đã mục nát rồi không xứng ngồi trên đế vị này nữa rồi lại có một vị nữ đế nói mặc tướng thái hoàng có tư tâm không truyền thụ công pháp ngược lại thì cũng thôi đi thế nhưng sao cũng không xây dựng lại hư không giới đấy chúng ta chưa chắc đã có thể trường sinh được không xây dựng lại hư không giới ngay cả đường lui của chúng ta cũng đã mất rồi chẳng phải là bức chúng ta tạo phản hay sao chúng ta cũng không phải là muốn tạo phán mà là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Mà cần hư lại một tiếng rồi lạnh nhạt nói. Bệ hạ không truyền thụ là lo lắng sau khi các ngươi trở thành tiên thiên thần ma sẽ đồng dạng trở nên mục nát giống như đám thần vương kia. Hơn nữa cho dù có truyền thụ các ngươi ai có thể học được đây. Một vị đại đế cười hăng hắc nói. Chúng ta còn chưa mục nát thì bệ hạ cũng đã mục nát trước rồi. Lại muốn thay đổi kỷ nguyên thần ký lập một kỷ nguyên mới. Hắn là tiên thiên thần đã trưởng sinh bất tử vĩnh viễn ngồi trên đế vĩ độc chiếm thiên hạ mà không phải là có công với thiên hạ tự nhiên làm mỗi người đều có quyền tru diệt rồi mặc ẩn mỉm cười nói người mà cũng vì bảo vệ thiên đế hay sao nói cho cùng lý do các ngươi tạo phán cũng là vì tư dục của bản thân mà thôi đừng vội thiếp vàng lên trên mặt mình như vậy nói cái gì mà công đạo công chính nói cái gì mà thái hoàng tư tâm hắn nghiêm nghị nói năm xưa bệ hạ khởi sự khởi nghĩa trước là vì đại nghĩa chủng tộc vì để chấn hưng nhân tộc và phục khí về sau là vị thiên hạ thương sinh là vì sinh linh hậu thiên không bị tiên thiên thần ma nô dịch tùy tiện đổ sát lý niệm của bệ hạ tốt hơn các ngươi ngàn vạn lần sau khi bệ hạ xưng đế chu diệt tiên thiên thần vương diệt trừ tiên thiên thần ma khai luân hồi mở thất đáo thủ hộ chúng sinh có công với thiên hạ có công với thương sinh hành động ngày hôm nay của các ngươi sách giày cho bệ hạ có xứng hay không đấy hắn nhìn về phía hách lên khuê ngọc cười lạnh một tiếng nói Hách lên, người sách giải cho bệ hạ có xứng hay không? Sắc mặt của đám đại đế phản bội kia đại biến, trầm mặc không nói lời nào. Sắc mặt thách lên quê Ngọc không thay đổi, mỉm cười nói: Hừm, các tộc ở trên thế gian này đều là tiên thiên thần ma sinh dưỡng ra, tất cả chủng tộc xét tới cùng đều là con cháu của tiên thiên thần ma cả. Tiên thiên thần ma chính là tổ tông của chúng ta kìa. Bệ hạ giết tổ tông của chúng ta, mặc tướng lại còn nói lẽ thẳng khí hùng tới như vậy hay sao? Quê Ngọc thật sự là bội phúc bệ hạ thống hạ sát thú với tổ tông của chúng ta không phải là vì chính mình có thể vĩnh viễn thống trị nô dịch chúng ta hay sao? Bởi vì chỉ có tổ tông của chúng ta mới có được thực lực lật đổ hắn ta. Thật đáng thương rất nhiều đạo hữu không biết dụng tâm hiểm ác của Thái Hoàng. Vậy mà lại giúp hắn đối phó với tổ tông của chúng ta. Thật khiến cho ta tức hận. Bật quá, thế gian kẻ nào không có lỗi đây. Hiện tại lạc đường, biết quay lại cũng chưa muốn. Phong Cô Kỵ không khỏi tán thán Khẩu tài của Hách Liên Quy Ngọc cũng không kém hắn chút nào Quả thật có thể nói chết thành sống Sống nói thành chết Vừa rồi rất nhiều đại đế phản bội Vì mặcẩn nói cho trong lòng cũng có chút dao động Nhưng hiện tại đã kiên định lòng tạo phản Thậm chí nói không chừng Còn có một vài đại đế dưới chứng mặc ẩn Sẽ lựa chọn đầu nhập vào chỗ Hách Liên Quy Ngọc Yêu ngôn hoặc chúng Sắc mặt của mặc ẩn lạnh lùng Nghiêm nghị hạ lệnh đại quân xuất kích Thiên đích thân chủ trưởng chiến cuộc Hoàn toàn là hai phong cách khác biệt So với phong vô kỵ sau khi thôn phệ ba tôn thần vương càn đô thiên cơ và thiên huyền trí tuệ của thiên cũng để thăng thật lớn không gì sánh nổi song phương điều động ức ngàn vạn thần ma yêu cầu đối với trí tuệ cực cao trong mỗi một cái nháy mắt đều có không biết bao nhiêu thần ma chết trận chém giết vô cùng thảm liệt trên trán của mặc ẩn toát ra mồ hôi lạnh biên độ để thăng trí tuệ của thiên to lớn ngoài dự liệu của hắn mang tới cho hắn áp lực khôn cùng năm xưa trí tuệ của hắn vẫn chưa đại thành gặp phải trung nhạc nhiều lần bị đánh bại thế nhưng áp lực cũng không lớn đến như ngày hôm nay. Khí vận đại đạo của hắn đã đạt tới thành tựu hoàn mỹ, chỉ kém một bước sẽ tu thành trí tuệ thất đạo luân hồi. Bất quá, năng lực của hắn có hạn, không đủ để đạt tới trình độ trí tuệ thất đạo luân hồi. Hắn biết rõ, thành bại hôm nay quan hệ tới xu hướng khí vận của hoàng triều, tuyệt không thể bỏ sót. Bất quá, thiên thật sự là quá cường đại, trên phương diện trí tuệ khiến cho hắn có một loại cảm giác khó thể địch nổi, khiến cho hắn không ngừng đào sâu tiềm năng của chính mình để làm ra đối sách tuy là chiến trường to lớn khôn cùng thổi quét khắp các tinh vực to to nhỏ nhỏ xung quanh vô số thần ma và đại đế tham chiến vào trong đấy thế nhưng trận đại chiến này lại là cuộc chiến so đấu trí tuệ giữa hắn và thiên thô phát tiềm năng của hắn tới cực hạn khiến cho thần kinh căng thẳng như dây cung kéo chặt mặc ẩn ngồi trong trung quân phân ra vô số thân phân thân giám sát động tĩnh biên hóa của chiến trường từng mặt từng mặt tại kỳ tung bay khắp nơi chỉ huy chiến trường lại có từng cây từng cây đồ đằng thần trụ không ngừng liên lạc tướng lĩnh các lộ đại quân thần ma chỉ điểm trận thế hắn thậm chí ngay cả tướng lĩnh chư quân thi triển loại công pháp nào sử dụng loại thần thông nào tế khởi loại thần binh nào cũng đều nhất nhất hạ đạt lớn nhỏ đều không bỏ sót nhưng cho dù là vậy không khó có thể đối địch lại được với thiên hắn phân tâm quá nhiều tiêu hao tinh thần quá mức thế nhưng lại không thể không làm đại quân của mặc ẩn liên tiếp bại lui từng tòa từng tòa trận thế của phe mình nhau nhau bị công phá nhưng tiềm lực của hắn nhìn như đã cạn kiệt lại từng lần từng lần phát huy vượt bậc giải cứu toàn cục khỏi nguy nan khiến cho người ta lưu lưỡi không thôi mặc ẩn không tầm thường trí tuệ tề thiên thiên nhìn thấy một chi kỳ binh của mặc ẩn tập kích bất ngờ cứu ra đám người hiếu văn đế công chúa băng xuyên trong tinh vực quảng hàn cũng không khỏi tán thán nói sinh linh hậu thiên có thể có được trí tuệ thông suốt tới trình độ này thật sự rất cao chỉ là đáng tiếc rồi Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 360 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại